Tạ anh được ơn gì của Chúa? Dạ thưa cha, con là Nguyễn Văn Chính, 58 tuổi rồi. Cho cái con rồi, cho cái con rồi, trong khi ta con rồi còn thình thưa cha. Rồi bây giờ anh được ơn gì? Nói vắn tắt thôi cho mọi người nghe. Run quá, bình tĩnh, run quá, bình tĩnh. Được ơn gì? Con là Nguyễn Văn Chính. Được rồi, được ơn gì? Con nghĩ ta biết. Rồi, thôi được rồi, anh không nói được. Thôi được rồi, thôi tôi người tặng đây. Rồi, cầm lấy, bây giờ nói được ơn gì? Nói. Dạ, con là bị hay hỏi về, là con một bị vì là tai biến và nhồi máu não, lần hỏi rồi. Rồi con bị bệnh thần là con bổ một lần rồi, lần thứ hai nữa rồi. Rồi thì vì chạy thần mà chưa không phải chạy nữa. Rồi thì chị em một người nghe mà bị chạy thận, chúng ta thấy là khó mà khỏi được lắm. Thường người chạy thận thì suốt đời, mà bây giờ anh đã không phải chạy thận nữa. Anh lên đây làm chứng là một. Thứ hai là anh bị tai biến và bị não, cho nên anh em nói nó khó khăn, chúng ta thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hôm nay anh có thể đứng lên đi lại được mà làm chứng được như vậy là một cái ơn rất lớn rồi. Giờ con bên trái thì là thần bên con thì là bên trái là bị teo nè. Rồi bị suy thận nữa. Dạ. Rồi thì rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi được hai ơn đó là quý lắm rồi. Không phải chạy thận và bị tai biến mà teo não mà hôm nay có thể lên đây đứng được chia sẻ như thế này là quý lắm rồi. Người tặng danh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời chị